Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu. Đây là cá hồi, tôi dự định chỉ chế biến một nửa chỗ này. Chúng ta cần bột ô liu đen, một cốc hạt couscous, hai quả ớt chuông đỏ và xanh, một ít tỏi. Về rau thì chúng ta dùng rau cải chip. Một ít hạt thông, một ít cà chua. Đầu tiên ta luộc rau cải chip, cho vào nước luộc một ít muối. Cắt gốc rau cải chip và thả vào xoong. Chúng ta đun sôi từ 1 đến 2 phút. Như các bạn thấy ở đây, tôi dùng hai màu thớt. Chiếc thớt màu xanh nước biển tôi dùng để cắt cá hồi. Chiếc thớt màu xanh lá cây tôi dùng để cắt rau. Bây giờ tôi đặt miếng cá hồi lên và chia nửa nó ra. Bây giờ chúng ta dùng đến ớt chuông. Ta cắt xen kẽ một miếng ớt xanh để đến một miếng ớt đỏ. Ta băm nhỏ ra.